sẽ là chờ glue dụ kèo mỡ sẽ lao vào dựng tường mù đa 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 mù đa. No one can escape my iron fist. Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và Ba Đang cùng Hoàng Đạo cùng Sư Tử đã chính thức được cho ra mắt. Và cho ra mắt vào tại sao lại vào thời điểm này thì anh em có thể rất đơn giản lên trên mạng, anh em tìm kiếm từ khóa cung sư tử thì nó sẽ trả ngay về cái kết quả đây, đó là cung sư tử sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 cho đến ngày 22 tháng 8 hàng năm. Và ở trong Mobile Legends, trong cái khoảng thời gian này chúng ta sẽ có thể có được cái cơ hội sở hữu cho mình, đó là cái một trong những cái trang phục rất là đẹp với cái hiệu ứng cực kỳ ngầu lòi và tuyệt vời của cái vị tướng Ba Đang ở trong cái trang phục cung hoàng đạo sư tử. Thì như anh em có thể thấy được là ở trong cái trang phục này, Ba Đang có cho mình một cái mái tóc màu Cosmo màu xanh neon rất là đẹp. Bức tường dựng ra đến từ cái chiêu thứ hai cũng cực kỳ là đẹp. Và chiêu thứ nhất cú đấm rồi, cú đấm khí công của cái con Ba Đang này thực sự phải nói với anh em, nhìn thực sự rất là say đắm lòng người. Và nếu như mà nhiều anh em ý mà hỏi Mỡ là anh Mỡ ơi, ở thời điểm hiện tại nếu như mà anh là một người mà kiểu phải bình chọn giữa Ba Đang Thiết Giáp Thần Quyền rồi thì Ba Đang Cung Hoàng Đạo Sư Tử thì anh nghĩ là skin nào đẹp hơn, thì nếu như mà phải bắt buộc chọn ra một trong hai cái skin ý thì Mỡ nghĩ là về ngoại hình thì Ba Đang Thiết Giáp Thần Quyền đẹp hơn, nhưng riêng về cái khoản hiệu ứng kỹ năng ý, tức là những cái kỹ năng đến từ chiêu 1, chiêu 2 cũng như là chiêu cuối của đấm rạn nứt của Ba Đang ý, thì Mỡ nghĩ là Ba Đang Cung Sư Tử, tức là Ba Đang Sư Tử đẹp hơn nhiều anh em ạ. Ở đây Mỡ có cho mình đó là cái chiêu cuối của đấm rạn nứt đang di chuyển lên đường trên sẽ làm cái pha lướt vào dựng tường của đấm tan rã, nhưng đó là một cái pha tốc biến đến từ Beatrix. Ở đây lại có đó là Karina lên cô ta vét được một cái pha lướt không ngờ đến từ vị trí của Karina, nhưng Mỡ vẫn còn cú đấm rạn nứt mất chiêu cuối, nhưng sát thương của Ba Đang là vẫn còn. Mỡ hạ cũng đi được Karina nhưng sau đó là lùi về. Tí nữa thì Mỡ sẽ cho anh em xem một cái màn muda các từ các kiểu đồ của Mỡ nha. Bởi vì nói thật với anh em, chơi con Ba Đang này nó hay có mấy cái kiểu lồng Zozo và okela cực anh em đó. Rồi đường trên có vẻ như là Beatrix và Franco hơi chủ quan. Tình huống này Mỡ sẽ chui từ bụi ra dựng tường đến từ cái cú đấm tan rã, và đó là cái cú đấm rạn nứt đấm bùi thêm một cái cú đấm khí công ở chiêu 1 và có được cho mình mạng của Beatrix ở trong tình huống này. Một cái pha nán lại là hợp lý. Ở đây là có lủ dí đấy, double kill, và đó là cái mạng thứ 3 đến từ vị trí của Mỡ. 3 mạng đầu tiên của team Mỡ là do Mỡ ăn hết và tiện đường công tác Mỡ cướp đi cho mình, đó là cái phần rừng, cụ thể đây là cái con gấu đỏ đến từ vị trí của Karina. Cô ta đã phát hiện ra được Mỡ cướp cho nên là cô ta không có một cái động thái nào để mà vào farm rừng được. Cô ta có lẽ rằng là đang chờ cái con bùa đỏ ở rừng của cô ta ra, nhưng Mỡ sẽ di chuyển ra lấy đi cho mình, đó là cái con cua ở đây anh em nha, để cướp đi cho mình, đó là cái tầm nhìn đảm bảo cho Lay Lả Chan ở đường trên. Nếu như vô tình cái cô nàng Karina có đi ngang qua bờ sông thì Layla sẽ thấy. Và thật ra là không cần chờ đến sự tầm nhìn đến từ vị trí của Mỡ đâu, bởi vì Glue ở trong trận đấu này anh ta đánh giá chơi theo cái vai trò gọi là tanker. Anh ta biết được rằng anh ta sẽ phải bảo kê cho Layla Chan, đây là một cái trận tường xạ thủ không hề cơ động chút xíu nào cả, cho nên anh ta quyết định di chuyển lên đường trên. Giao tranh khả năng cao sẽ đang được nổ ra đường trên, Glue cho chân công thành công, nhưng Layla cần phải cẩn thận bởi vì Glue hết võ bảo kê mất rồi. Layla nhìn thanh máu ở trên minimap của cô ta tụt kìa, và đó là mạng gục đến từ vị trí của Karina. Ngay sau đó là Glue, anh ta bằng một cách nào đó anh ta hạ gục đi được Karina và anh ta đang đuổi Beatrix về nhà. Trong khi đó thì mải tường thuật trực tiếp cho nên Mỡ vẫn gọi là tiện thể farm rừng công tác các thứ kiểu thôi. Thì có lẽ rằng anh em đã thấy được cái hiệu ứng đến từ cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Ba Đang ở trong trang phục này rồi đúng không ạ? Một cái hiệu ứng rất đẹp, và đây là một cái trang phục đáng đồng tiền bát gạo để mà anh em ấy lướt hụt cái phát đấy anh em ạ, để mở đấm vào tường nha. Ủi hơi khó anh em ạ, mà thôi không sao. Thì đây là một cái trang phục mà rất đáng đồng tiền để anh em bỏ ra. Và nếu như mà nhiều anh em hỏi cái giá của cái trang phục này là bao nhiêu thì Mỡ phải chia sẻ thật với anh em ý là giá trang phục này nó không có cố định. Nó sẽ tùy thuộc vào số lượng trang phục
cung hoàng đạo mà anh em sở hữu, số lượng trang phục Zodiac mà anh em sở hữu. Móc cua đến từ vị trí của đó là Tử Long, nhưng đây là combo dựng tường đấm chiêu cuối lên bảng điểm số, đó là cái vị tướng Tử Long. Karina xuống sử dụng chiêu cuối của cô ta nhưng không được bao nhiêu sát thương bởi vì mỡ đang quá là xanh ở trong trận đấu này. Gặp phải đó là Franco ở đây dựng tường đấm dí anh ta vào tường khiến cho anh ta phải tốc biến đi. Ồ, nhưng Franco tốc biến đi thì Karina ai tốc biến đi đây? Mạng thứ 5 của mỡ ở trong trận đấu này. 4 phút chưa đến 5 phút mà mỡ đã có được cho mình đó là 5 mạng hạ gục rồi, được sự nhập hồn đến từ vị trí của Angela là khá tin cậy. Đó, nếu anh em nào mà có đang thắc mắc về combo của con ba đảng ở trong trận đấu này thì anh em có thể tham khảo combo 2-3-1 nha, hoặc là combo 2-1-3. Như ở trong tình huống này anh em thấy không này, rất nhanh tay mỡ làm combo 2-1-3, sau đó đấm thường hai cái, lưu dị lên bảng điểm số. Anh em nhớ combo của con này chưa? 2-1-3. Nhưng mà anh em cố gắng gọi là đấm chiêu 1 nó chuẩn chuẩn tí nha, bởi vì đôi khi cái chiêu 1 đấy anh em sẽ bị đấm hụt. Ở đây con rùa là chắc chắn sẽ nằm trong tay mỡ rồi, bởi vì mỡ có trừng phạt mà anh em. Đó, thì cái con ba đang này thì ngày xưa mà có làm cho anh em video clip hướng dẫn choáng liên tục đối phương, choáng đến chết bằng cái những cái trang bị phun tốc đánh đúng không? Nhưng ở trong trận đấu này thì mỡ sẽ có thay đổi một chút. Mỡ muốn những cái trang bị mình lên nó thực dụng và nó hiệu quả hơn, do đó mỡ sẽ không lên cái kiếm diệt quỷ cũng như là cái gậy như đầu tiên nữa, mà mỡ sẽ lên cái bách chiến dìu cùng với đó là cái trảm phong kiếm. Hai cái trang bị này sẽ cho ba đang vừa là tốc độ di chuyển, vừa là tốc độ tấn công, vừa là máu, vừa là thêm đam, vừa thêm xuyên giáp, cùng với đó là 20% tốc độ di chuyển. Nói chung là mỡ nghĩ là cái con ba đang ở thời điểm hiện tại anh em có thể cân nhắc lên đồ sao cho nó hợp lý, chứ không cần phải lên đồ nó quá máy móc anh em ạ. Thì ở trong trận đấu này, đây là một cái con ba đang lên đồ tùy tình huống. Mỡ thấy Luigi, ôi không dựng được tường kìa, hơi xui, phát vừa xong dựng được tường là chắc chắn Luigi cũ đi chân lạnh toát. Nhưng thật sự rất là may mắn khi mà Luigi tỉnh, cô ta đã kịp lùi được về khỏi tầm sát thương. Tốc biến đến từ vị trí của người chơi Jazz, anh chàng đến từ Mông Cổ, và ở đây mỡ có trừng phạt, mỡ đấm Luigi vào tường và tường đó là tự mỡ dựng ra anh em ạ, toàn là hàng mỡ tự sản xuất anh em, của nhà trồng được mà các ông, tường tôi là của nhà trồng được luôn. Rồi ở đây này, không cần dựng tường, đấm vào tường luôn. Như vậy là chiêu một của Karina được làm lại, đã có cơ chế né đi được cái lượng sát thương đến từ cái chiêu cuối của con ba đàng này, chứ không chỉ là những cái đòn đánh thường anh em nha. Bây giờ đây là một cái thông tin mà mỡ nghĩ rằng đã lâu rồi mỡ chưa cập nhật, nhưng có lẽ nhiều anh em sẽ đang gặp phải một chút vấn đề. Nhưng mà mỡ nghĩ rằng đây là một cái thông tin khá là hữu ích khi mà anh em hoàn toàn có thể cầm Karina chủ động lao lên và counter khắc chế được cái lượng sát thương đến từ cái con ba đàng khi mà nó tung ra những cái cú đấm đến từ cái chiêu cuối, cú đấm dạn nứt. Đó, rồi không sao. Ố, ở đường trên này là rũ kèo đến từ vị trí của Glue, nhưng bằng chiêu cuối của mình Karina vẫn thoát được. Cô ta né đi được cả cái chiêu một cú đấm khí công của mỡ cơ. Dị thì đừng hỏi, Beatrix lên và ở trên đó có cả đó là cái vị tướng Franco luôn. Mỡ cần sự trợ giúp ở trong cái tình huống này khi mà ăn đi cho mình đó là cái con rùa, bởi vì là trừng phạt mỡ chưa hồi, có lây là cha đúng rồi, bắn hộ mỡ cái ok la. Hai người thì về cơ bản ăn hơi chậm nhưng mà sẽ là ăn sớm thôi. Hy vọng team bạn không quay ra ở trong tiếng này và ôi, ủa kéo kiểu gì xuyên con rùa hay ta, đù vẫn còn chịu cuối anh em ơi. Trời ơi, bị két đến từ vị trí của Bình Trịnh. Ủa, cái phát vừa xong áo diếu với ta, cái phát vừa xong sao kéo được hay ta, ui chả hiểu kiểu gì luôn, cái phát vừa xong mà lại đi kéo được không ạ. Đù thật sự là thần thánh luôn, đến từ vị trí của đó là cái vị tướng Franco, anh ta có một cái tình huống kéo thật sự phải nói là mỡ bó tay luôn anh em. Phát đầy kéo thì thôi chịu rồi, phát đầy kéo xuyên qua eo của rùa và luồn thẳng vào cái mông của mỡ, và sau đó là mỡ bị kéo lại một cái pha kéo rất tình cờ và thật bất ngờ. Nhưng đó chỉ là một cái pha nhường rùa cái nhẹ dành cho các thành viên team bạn mà thôi. Mỡ ở thời điểm hiện tại đang là ba đang đi dừng level 11, có được cho mình đó là 7 mạng hạ gục và chưa bị shutdown một lần nào cả. Team bạn bây giờ mà những cái chất tướng kiểu như là Lũ Di, rồi thì ở đây là Tử Long, xong rồi thì thêm vào đó là những cái vị tướng như Beatrix hay là thậm chí là Franco, một lần dựng tường của mỡ là chắc chắn sẽ có người lên bảng điểm số. Mỡ sẽ di chuyển ra, Glue cùng với hàng Nga đang Angela đang ở đây. Mỡ lại không dựng được tường, bởi vì đó là cái mặt nạ ẩn thân đến từ vị trí của Franco, tăng tốc độ di chuyển cho các thành viên bên phía team của họ để giúp họ lùi được về. Ở đây này có em cả dí nà dựng tường cái nhẹ và cả dí nà bị dồn vào tường, bị hấp diêm lên bảng điểm số, mạng thứ 8 của mỡ ở trong cái trận đấu này.
Thì xét về cái mặt tổng quan thì cá nhân Mỡ đánh giá rằng sức mạnh của cái con Ba Đàng ở thời điểm hiện tại, tức là Ba Đàng á, mùa giải thứ 21 thì Mỡ nghĩ là nó sẽ không quá là yếu so với mùa giải thứ 20 cũng như 19. Sức mạnh nó cũng tầm tầm như thế. Đây là một cái chất tướng mà Mỡ nghĩ rằng là đánh ổn. Đây này, để Mỡ cho anh em xem ở thời điểm hiện tại là hoàn toàn có thể lao vào va chạm ở trong giao tranh được này. Sẽ là chờ glue dụ kèo, Mỡ sẽ lao vào dựng tường. Muda. Ồ, như vậy là đấm liên tục kinh khủng như thế thôi. Nhưng cả team bạn vẫn chỉ mất đi mỗi một mình, đó là Tử Long. Franco đã kịp tốc biến ra, nhưng không sao. Có lẽ rằng team bạn cũng đã kịp choáng ngợp trước cái pha dồn sát thương sốc đám khá kinh khủng đến từ vị trí của Ba Mỡ anh em ạ. Và sau khi mà có được một cái pha hù dọa xong thì team Mỡ đánh lên trình hẳn. Và team Mỡ thì có được một cái tình huống hạ cũng đi được cả dí nà. Khi mà cô ta đánh đã quá chủ quan, có rát. Rát ở bảng cập nhật này cũng đã được sửa lại theo cái hướng Mỡ cũng chả biết là khỏe lên hay yếu đi nữa. Nhưng mà về cơ bản không biết rằng nó khỏe hơn hay yếu đi, nhưng chắc chắn là nó sẽ khó chơi hơn. Đó là cái điều mà anh em cần phải quan tâm. Thì nếu như mà lựa chọn giữa Zát và Ba Đàng thì Mỡ nghĩ là thật ra so sánh thế này không liên quan lắm, nhưng mà Mỡ vẫn thấy là Ba Đàng có một cái lối chơi nó ok la hơn. Franco có bạn ở đây kéo nhưng là trượt. Kéo Loli Angela cẩn thận, Minh Béo ra vỗ mông nha. Rồi ok, sẽ là lấy đi cho mình, đó là cái con gấu đỏ này. Và có lẽ rằng cái con lót này sẽ chờ khoảng độ tầm 1 phút 40 giây nữa mới ăn anh em nha. Chờ cái con lót này được gọi là hóa thành cái con lót chúa, nó là lót vàng có kỹ năng công nhà, thì lúc đấy chúng ta ăn lót nó sẽ hiệu quả hơn. Trận đấu này mặc dù mới đang phút thứ 10 nhưng ngưỡng sức mạnh của Mỡ đã đạt được đến max rồi, khi mà những cái trang bị còn lại mà Mỡ lên sẽ chỉ là những cái trang bị phòng ngự như là cái giáp tàn bạo cũng như là cái giáp hoàng kim. Thì những cái trang bị này sẽ là những cái trang bị mà anh em lên tùy tình huống nha. Mỡ lên cái giáp tàn bạo để có khả năng thủ, và Mỡ lên cái giáp hoàng kim để né đi cái lượng sát thương đến từ cả lũ dí lẫn đến từ cả vị tướng Karina anh em nha. Rồi ở đây lấy đi cho mình đó là cái trụ đường trên khá là nhanh chóng ở đây. Glue hóa thành chiêu cuối để phân tán sự chú ý anh em ạ. Và giao tranh khả năng cao sẽ được nổ ra trong cái tình huống này. Mỡ trừng phạt đi Karina, cô ta đang đuổi theo đó là cái vị tướng nào không biết. Không, cô ta chả đuổi ai cả, mà cô ta chỉ đang muốn tẩu thoát mà thôi. Mỡ áp sát một cú đấm khí công để gây sát thương, bởi vì Mỡ biết rằng là sẽ không thể nào mà đấm hạ gục được cô ta. Văn Thị Lươn nha, Văn Thị Lươn đến từ vị trí của cả dí na nha. Lướt như vậy mà không lướt được qua tường luôn, nhưng chạy đâu cho khỏi nắng. Ôi ông đánh võng làm cái gì, lượn làm cái gì, lượn lách làm cái gì này. Lên mạng điểm số, Layla là cái có mạng hạ gục và vẫn còn 30 giây nữa, đừng ăn lót vội ông ơi. Uầy, glue đánh hiểu ý phết nha anh em nhờ. Có một cái glue như thế này thì game này win rồi các ông. Rồi từ từ nha, Mỡ chỉnh hơi nhầm đấy. Mỡ không nên kéo choàng tiên tri đâu, mà Mỡ sẽ lên cho mình đó là cái giáp hoàng kim. Nhưng khoan đã, bởi vì ở đây đang có giao tranh, team bạn đang tập trung khá đông ở trong phần bồ đỏ của team bạn. Thậm chí là Beatrix sử dụng cho mình đó là cái chiêu cuối. Franco anh ta khả năng cao anh ta sẽ kéo, cho nên Mỡ cần phải đấm lùi anh ta về. Và sau đó lướt về, Luigi bị Angela hạ gục ở phía sau mông Mỡ. Thì có đó là vị tướng Tử Long. Thông Mỡ đi này, thông Mỡ đi. Ui, thông này, thông đi đừng chạy. Anh em mình cùng thông nhau, đúng rồi. Thế là cuối cùng là Ba Đàng thông Mỡ, mỡ thông Tử Long thành công. Và đến ở đây là đấm cho đó là cái vị tướng Karina phải bay màu, mạng thứ 11 của Mỡ ở trong cái trận đấu này. Và Mỡ có lẽ rằng bởi vì đã hạ cục đi được 4 thành viên của team bạn nên Mỡ sẽ tiện được công tác di chuyển ra đường hàng lót, và sau đó sẽ lấy đi cho mình đó là cái con lót này. Đây là một cái con lót máu mặc dù không quá nhiều nhưng nó có kỹ năng công nhà và nó cường hóa cái đợt lính, cho nên là sau khi mà ăn được cái con lót này tỷ lệ khá cao team Mỡ sẽ có được phải lên đến 70-80% là Mỡ sẽ có được 3 đường anh em ạ. Khi mà có được 3 đường ý thì cái cơ hội để mà giành chiến thắng sẽ là rất dễ thôi. Mỡ chat end để team Mỡ biết rằng chúng ta sẽ cần tập trung ở đường giữa cũng như là đường dưới, đẩy lính cao lên để mà theo lót kết thúc trận đấu này, tránh đêm dài lắm mộng. Ở đây là có Tử Long, thanh niên này hình như lúc nãy là bị Mỡ thông quả, hình như là vẫn chưa hồi sức hay sao anh em ạ. Vẫn đang cố gắng gọi là lùi về, nhưng anh ta mất đi cho mình đó là cái Hero Never Fade rồi. Thì lúc này anh ta sẽ là Hero Never làm gì đó thì Mỡ không biết, Never Aid gì đó. Lót lao vào đường giữa, Lũ Nhi thì dùng combo để thủ Mỡ. Thế thì ai thủ cái con lót này đây? Câu trả lời ở đây là lót, mặc dù là lót vàng nhưng về cơ bản vẫn là hơi yếu. Team bạn bị lấy đi 2 đường, Mỡ thì muốn lấy đi thêm cái đường nữa các ông ạ. Nhưng mà kiểu cảm giác như đang chưa lấy được, hơi đuối. Team bạn có khả năng phòng ngự là khá ổn đến từ vị trí của Lũ Dí cũng như là Beatrix sử dụng cho mình đó là cái khẩu phóng lựu. Và liệu rằng có end được hay không thì câu trả lời ở đây Mỡ không biết. Nhưng Mỡ muốn lấy nốt cái đường trên của team bạn bằng cách lao vào đấm thường liên tục thôi anh em. Rồi ok là
cầm giáp hoàng kim là chắc chắn rồi này. Mỡ sẽ chọn góc để mỡ lao vào trong cái tình huống này nha. Sẽ là trừng phạt này. À lướt với chúng tôi này. Ừ, tốc biến đến từ vị trí của Beatrix, nhưng cái nhà chính này thì nó không tốc biến được rồi. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về ba đàng sư tử. Và nếu em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.